nào. Cho báo. Ra đây, ra đây. Xong rồi, xong rồi nè, xong này, xong này. Thấy chưa, thấy chưa? Cắm đi. Đấy. Tiếp tục, ra bóng lại. Không chơi bóng đi. Xong rồi đá đây, đá ra đây. Đá đây ba, nhanh. Đá cho ba mà. Đây, cầu thủ Phong đá bóng cho ba nhanh lên. Kìa, yeah, đá đi để mẹ quay. Đá đi. Đá đây. Biết là được quay đấy, kinh lắm. Đá ra cho ba. Đá đây. Giỏi chưa? Sao con toàn dẫm lên không đúng vậy? Đâu, hắn cố tình làm cái động tác đấy thôi mà. Giờ là đến lật ngã cái ghế. Quên rồi. Đá đây, đá. Đá thôi mà, không phải không chế nữa đâu. Đá. Đá đây đây. Kéo ra, đúng rồi. Ngã bây giờ không ngắm như thế. Mệt rồi đấy, đang yếu mà. Phải không chế với đá nhiều quá. Ôi ngã đấy, ngã dập mặt bây giờ. Con ấy không làm như thế nhá. Quả bóng nó lăn đi là ngã dập mặt ra đấy. Chảy máu đau lắm. Ai... Bà.